Ngay từ video đầu, những phút này tôi sẽ gửi đến các bạn cái cảnh quan của khu vực trưng bày cây cảnh nghệ thuật. Thạch Thất là một huyện ngoại thành thành phố Hà Nội với nghề truyền thống nổi tiếng là nghề đồ gỗ. Đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất. Nhưng cái phong trào chơi làm và chơi cây cảnh nghệ thuật cũng rất là phát triển. Phong trào cây cảnh nghệ thuật ở đây năm vừa rồi có nhiều những cái sự kiện, có nhiều câu lạc bộ đã tổ chức triển lãm trưng bày để giao lưu với các cái đơn vị xung quanh trên địa bàn. Sau khi giới thiệu tổng quan khu vực trưng bày cây cảnh nghệ thuật, Đỗ Sinh sẽ chia sẻ chi tiết những tác phẩm tại đây để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Trong khi quan sát chia sẻ cảnh quan tổng thể, đến đây tôi dừng ống kính ở một tác phẩm rành rành. Và cũng giới thiệu với các bạn luôn, đây là cây rành rành và chủ nhân của tác phẩm. Chúng ta cùng nghe bác chủ nhân của tác phẩm có đôi điều giới thiệu về mình và những cái tâm sự về tác phẩm của mình. Bác, cây rành rành này dáng trực tùng. Vâng, cây này là cây phụ tử, có nhu có cương. Có hoa, có hương. Bác cũng quê ở Thạch Thất mình ạ? Vâng, em ở Thạch Thất. Vâng. Em cũng chuyên làm bonsai. Vâng. Bác ở xã nào? Em ở xã Phùng Xá. Bác ở xã Phùng Xá à? Vâng. Đây là cái danh thiếp treo trên tác phẩm vâng, ạ? Vâng, em vâng. Là Đặng Cao Thức. Tức là chủ vườn Đặng Cao Thức. Vâng. Hội sinh vật cảnh xã Phùng Xá. Vâng. Đây là số điện thoại của chủ đấy. Nhân. Vâng. Chúng ta cùng nhau thưởng thức cái bóng dáng tổng thể và những cái nét đẹp trong nghệ thuật bonsai của tác phẩm rành rành mà anh Cao Văn Thức vừa với giới thiệu với chúng ta. Anh về 10 giờ hôm nay là xem chương trình trên tầm khoảng 10 giờ là phát nhé. Kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Anh cứ mở tivi xem thì nó hình nó nét hơn, đẹp hơn. Và nó rộng màn hình xem nó thoáng.
Vâng, một cây tử mà anh thu cái chiều cái chiều dài của cây và rất là nghệ thuật. Vâng. Vâng. Tất cả những cái điểm nhấn ví dụ như là dáng cây thì là tổng thể là dáng tùng. Vâng, có cương có nhu. Và có những cành xà xuống. Những cái đường đi như là chữ triện rất là vuông góc và nghệ thuật như thế này. Đối với tác phẩm này thì hướng chính diện của nó kể cả là bốn phía luôn. Hướng nào ngắm cũng đẹp. Vâng, chia tay với tác phẩm Dành Dành của anh Cao Văn Thức, xã Phùng Xá, Thạch Thất. Chúng ta cùng nhau đi chia sẻ những cái tác phẩm tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn anh nhé. Vâng, cảm ơn bác nhé. Tôi làm tới hết ngày. Tác phẩm tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm phi lao. Chủ nhân cũng là của Nguyễn Đình Lâm, xã Hữu Bằng. Câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Hữu Bằng, những cái kỳ tổ chức tôi đều đến dự. Đây là một câu lạc bộ các anh cũng có cái phong trào chơi rất là mạnh mẽ. Vâng, đây là cái buổi trưng bày để giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và sinh vật cảnh. Chào mừng lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, xin lỗi các bạn. Và kỷ niệm 10 năm thực hiện nghị quyết số 15/2008 QH12 của Quốc hội. Với video này tôi giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm bonsai mini. Kê cùng một dãy bàn với cây, với tác phẩm Dành Dành mà chúng ta thưởng thức từ những cái phút đầu tiên. Tác phẩm Ruối. Chủ vườn là Phan Văn Mạnh Cường, xã Hữu Bằng. No.
chúng ta đang thưởng thức tác phẩm Vọng Cách, cũng của Phan Văn Mạnh Cường, Hữu Bằng. Từ những cái tác phẩm Si đến Tùng La Hán và Xanh, những cái tác phẩm tầm nhỏ này mang đến đây trưng bày là những cái tác phẩm rất là được chăm chút, bóng dáng rất là đẹp.
tác phẩm xanh của Phan Lạc Tùng, Hội Sinh vật Cảnh xã Hữu Bằng. Vâng, đây là tác phẩm xanh dáng trực, cũng là tác phẩm cuối cùng trong cuốn video này tôi chia sẻ với các bạn để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo. Đó là tác phẩm xanh của La Văn Đức, Hội Sinh vật Cảnh xã Hữu Bằng. Đỗ Sinh xin dừng video tại đây. Chúng ta sẽ đón nhận những video tiếp theo tôi chia sẻ trong cái buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật tại Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.